Và bánh mì rất là giòn luôn các bạn. Nóng. Phỏng tay. Phỏng tay. Hết hồn. Lúc mình đưa bánh mì anh hết hồn bây giờ. Đúng là đứa ăn chứ. Chị Tâm diễn nào cho nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hết hồn vậy ha. Là diễn hơi lố. Diễn sao rồi? Diễn sao ở trên kinh Phật nhất ra ta? À đúng rồi, đúng rồi. Ghê thiệt. Bây giờ đây toàn là diễn viên. Diễn viên không luôn. Ngon quá, ngon luôn các bạn ơi. Chỉ 15k một ổ các bạn. Ba hiệp rồi. Liên khúc chiều mưa mà. Lâu lâu cái sót cái ghim vô hả? Rồi bánh mì luôn. Rồi khách luôn. Bánh mì bên tay trái luôn bà con ơi. Ngon quá các bạn. Thịt thớt này mới nó khác hả? Chặt nghe tiếng nó vang quá hả? Bụng 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 bụng. Thịt mới đó.
mì luôn, 30 rồi thôi không anh? Không thối luôn chị Tâm rồi. Bánh bao luôn không chị? 20.000 một dĩa 10 cái nè. Hấp cũng được, chiên cũng được. Dạ. Cái tiền vậy? 56 thì chị. Nhìn cũng bài bản quá mà bé Ly. Không bé mà đâu. Cũng bài bản mà nó không bé. Ăn cái gì để chặt ra phát nhẹ cho nó đất không? Đây các bạn, đây là bánh bao nè, 10 cái, hấp được, chiên được. Không không bán là phải dùng sức đúng không? Sức là nó hơi mệt. Ủa anh nhớ mài mấy chục cái mà mới đây mà. Mấy bữa nay mà. Bữa heo nó thấy ngon quá ha. Bà nó làm được mì đó. Liếc dao giống như đi câu cá vậy đó em. Em sát cá, em câu cá với bắt cá mới nhiều. Còn không thôi là không có. Liếc dao cũng vậy, liếc dao và có người liếc siêu bén luôn. Liếc mà cào rau được luôn. Còn có người liếc hoài không bén. Mua lửa thôi chứ gì. Hai ổ bánh mì luôn. Bánh mì bên ngoài là mấy ổ em? Một ổ 15.000 thôi không? Ai khách tới luôn.
Ngon lành, ngon lành. Tội nghiệp ổ bánh mì luôn. Em có giò heo. Dạ 8 giờ rưỡi cho con. 8 giờ rưỡi con quay lại giùm con cá nè. 8 giờ rưỡi con ghé con cá lên. Người ta đang xài được rồi. Đúng, bởi vậy nhiều lúc mà nhìn bằng mắt thường mình nghĩ là sẽ làm được nhưng mà đâu có được đâu. À, đó là nhà mới đúng không? Mới mày. Mới mày luôn. Mới mua. Liếc vào giống như đi quýnh nhau vậy. Beng 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 beng. Ém lại ha, để dành ha, hôm nay có cơ hội để xài rồi. Đại gia mà sáng sớm khóc rồi. Nhà tài vợ giao inox. À giao này giao Thái nè, giao kiwi nè. À. Đúng rồi. Ghê ha, dữ dằn thiệt. Chị Tâm lên tay luôn, cắt ớt không thiệt, không cần nhìn luôn các bạn. Kia là da mỏng rồi nè, nhạy cảm với ớt. Ôi ngã xe. À, bên đối diện chỗ heo quay của Lily là bán bông đó các bạn.
Đó, ở bên này là bán gạo nè. À, đối diện luôn, trực diện luôn là bán rau củ quả. Em ổ sao mà ổ đó của chị Tâm chị thôi người 7.500 mua bánh mì đó chị Tâm ơi. Dạ bánh mì hai người chị đây chắc rồi nói sầu. Ok rồi. Ừ đúng rồi, các đôi nói sầu. Nói sầu này mỗi người 7.500. Quý gì 20. 15 là chắc không? Đó rồi, đó là 20 đó. Này, ừ, ký chặt nhỏ không mà gì? Chặt nhỏ bà bô á. Dạ bà bô. Bà bô là gì em? Bà bô là mối á. À là mối hả? À, biệt danh ha. Anh tưởng đâu là món mới chứ. Rồi. Hôm nãy kiếm không có thì còn có một dao cuối cùng. Tại cái miếng này nó dài quá, đâm sâu quá phải không? Kiểm tra lại một lần nữa. Xin bật cầm lại cho cái màn vàng. Ba lại chặt hả? Ờ, ba lại chặt luôn. Đây, chị Tâm đang kiểm tra ghim lại các bạn. Giờ lúc cái miếng này nó to quá, nó dài, cái ghim còn sót bên trong. Ok không? Ok luôn á. Ok luôn rồi đó. Ok. An tâm, an toàn. Đây, chú Thành qua tới các bạn. Đó. Mang heo quay qua cho chị Tâm chọn lên mâm. Bốn ổ bánh mì luôn. Dạ. Đâu có, em tiến trực tiếp luôn mà. Đâu này phim trực tiếp luôn á, không có về lòng tiếng đâu. Nó ghi âm cái tiếng mình vô luôn. Tiếng thiệt. Xã hội tiếng thiệt. Ngoài luôn đi. Ngoài luôn. Đó, đang nước ngoài luôn. Toàn nước ngoài luôn. Bà con cô bác nước ngoài xem nhiều lắm. Nước ngoài, nước trong cũng có. Nước trong, nước ngoài. Cái này chắc phải ngồi uống cà phê tới chiều mới nói chuyện chứ giờ anh hỏi vậy em không biết được em trả lời luôn.
Ờ, miếng này nó thơm này các bạn, ngon lành cành đào luôn, đẹp hả? Đó, rồi ok, dữ dằn thiệt. Đây, đang tài mấy miếng khác trong sắp xíu ra các bạn. À, chị Tâm bắt đầu đi công tác các bạn. Đi công tác xa, đi tới chợ lần. Ờ, lấy luôn rồi đó. Ý xì. Mà cũng hên là còn một con dao á, chứ không thôi là nãy giờ không có dao xài luôn rồi. Suy nghĩ quá linh nghiệm. Em giả mộm nói trời trời có khi nào chiều nay anh gì em trúng số đặc biệt không trời. Trời ơi. Có suy nghĩ trúng công tác đi. Vô mấy tờ mua chưa? Chưa chưa mua mà đòi trúng số. À, chị Tâm đi công tác nha các bạn. À trời ơi. À, nó hết bệnh chỉ đề hoài nó không chạy. Ủa có lỗ tai heo không vậy? Hả, hôm nay có giò có móng luôn nè. Chắc cho chị một miếng mỏng. Lấy miếng nào luôn? Miếng này đúng không? Miếng này không? À, là có shipper quay vậy. Dạ. Thôi cảm ơn chị. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.